Mời cả lớp chạm hai lòng bàn tay vào nhau. Khép các ngón tay lại, chạm mạnh lên. Bàn tay hơi cong lại tạo thành hai ổ úp vào mắt. Mở mắt, chớp chớp mắt. Mở tay ra nhìn thấy tay. Vươn tay lên, hít sâu vào. Thở sầm. Hít sâu. Thở sầm. Hãy sau vươn tay lên, giữ lại. 5, 4, 3, 2, 1, tay dang ngang. Thở ra cúi xuống thắt bụng thở ra. Giữ. 5, 4, 3, 2, 1, thẳng cổ về giữa, hít sâu. Tay phải đặt lên thái dương bên trái. Nghiêng đầu qua bên phải thở sầm. Trở về giữa hít sâu. Nghiêng trái thở sầm. Lắng nghe cảm nhận sâu căng cổ bên phải. Trở về giữa hít sâu. Xoay nhìn phải thở sầm. Trở về giữa hít sâu. Xoay trái thở sầm. Trở về giữa hít sâu. Hai lưng bàn tay hướng vào nhau. Đưa tay phải qua đan chặt. Kéo vào. Thở sầm, đẩy sầm. Trở về hít vào. Thở sầm, đẩy cao lên ngang mặt. Hít vào. Thở ra, đẩy thẳng tay lên. Hạ xuống. Trở về. Đổi tay. Hãy sau thở sầm. Hãy sau thở ra để ca lên ngang mặt. Hãy sau thở ra để thẳng tay lên. Hạ xuống. Trở về. Thả lỏng tay. Dùng lực tay đặt cạnh đầu gối. Xếp cơ bụng, nâng mông lên. Lên. Hạ xuống. Hai, lên. Xuống. Ba, lên. Xuống. Bốn, lên. Xuống. Năm, lên. Năm, bốn, ba, hai, một, hạ xuống. Tháo chân ra, thả lỏng tay chân. Xếp đỡ chân. Vặn cột sống, đưa tay phải ra sau, úp vào eo bên trái. Tay trái đặt lên đầu gối phải. Thẳng lưng, hít sâu. Xoay phải thở sầm. Trở về sau. Xoay thở sầm. Bám chặt tay vào xoay. Trở về sau. Xoay thở sầm. Xoay cổ xoay vai. Trở về hít sau. Xoay thở sầm. Xoay thêm.
trở về hít sâu, xoay thở sầm, xoay tối đàm, thoát bụng thở hết hơi sầm, thong thả trở về, thả lỏng tay, mời đổi bên, thẳng lưng hít sâu, xoay trái thở sầm, trở về hít sâu, xoay thở sầm, bám tay vào xoay, trở về hít sâu, xoay thở ra, xoay cổ, xoay vai, trở về hít sâu, xoay thở ra, xoay thêm, trở về hít sâu, xoay thở sang, xoay tối đàn, thoát bụng thở hết hơi sầm, thong thả trở về, thả lỏng tay, mở cả lớp xoay ngược lại, hai tay đang sau lưng, thẳng tay thẳng lưng, vươn cầm lên hít sâu, trường người tới gập xuống thở sầm, bật tay cao lên, nâng lên hít sâu vào thở sầm, nâng lên hít sâu, cúi xuống thở sầm, bật tay cao lên, nâng lên hít sâu, cúi xuống thở sầm, trán mũi chạm sàn, bật tay cao lên, thoát bụng thở hết hơi sầm, nâng người lên hít sâu vào, thả lỏng tay, tháo chân ra thở sầm, chống người lên, tập thở bò mèo, cong lưng lên, rút rốn xiết cơ bụng lại, thở sầm, hít sâu vào, chuông lưng ngưỡng ngực vươn cầm, thở ra, cong lưng lên, rút rốn xiết cơ bụng, thở sầm, hít sâu vào, thở sầm, hít sâu, thở sầm, hít sâu, chân lưng ngưỡng ngực vươn cầm, giữ lại, suy nghĩ vào lưng giữa, lưng trên, 5, 4, 3, 2, một, thở ra, cong lưng lên, rút rốn xiết cơ bụng lại, thở ra, 5, 4, 3, cong lưng lên, cuộn sau cổ, mắt nhìn rốn, 2, 1, hít sâu, trương người lên, rắn hổ mang, uốn cong lưng, lui về, thở sầm, hít sâu, trương người lên, thở sầm, hít sâu, trương người lên, thở sầm, hít sâu, trương người lên, giữ lại, xề vai, ưỡn ngực, uốn cong lưng,
trống chân chó mặt thở rằm, bám chặt tay chân, ế căng vai, thẳng lưng xích cả bụng thở rằm. Hít vào nhóm gót trùng gói mắt nhìn về đầu thảm. Xuyên cơ bụng bật chân ra ngoài hai tay thở rằm ra ngoài hai tay. Ép mông xuống. Chắp tay trước ngực thẳng lưng lên. Mông giữa hai gót chân thẳng lưng xuyên cơ bụng thở rằm. Hít vào từ từ, duỗi thẳng tay qua đầu, xiết bụng thở ra, lực xuống gót chân đứng lên, vươn tay đứng thẳng lên. Hít sâu vào, đẩy căng lồng ngực, vươn tay lên xiết mông đùi bụng thở sầm, kéo căng tay vai ra khỏi đầu. Nâng lên hít sâu vào, nghiêng người qua phải thở sâu, nâng lên hít sâu, nghiêng qua trái thở sâu, lên hít sâu, nghiêng phải thở sâu, rút rốn vào thắt lưng. Lên hít sâu, nghiêng trái thở sầm, vươn căng tay vai lên, hít sâu vào, trường người tới cúi xuống thở sầm, cúi xuống để cao đỉnh hông lên, ép xuống thớt bụng thở sầm, tập lắng nghe cảm nhận sâu cơ thể. Tập trung vào bên trong cảm nhận sâu. Ngón cổ duỗi dài lưng hít sâu vào. Thở sâu, thẳng lưng thớt bụng thở sâu. Hít sâu vào chung gói xuống vươn căng tay lên chiếc ghế thở sành. Nhắm hông lực xuống gót chân. Nâng lên hít sâu vào. Ưỡn căng lồng ngực kéo hai tay hai bên vai hai gót vuông. Ưỡn ngực vươn cầm siết mông đùi bụng thở sành. Lên hít sâu vào. Tấn gối xuống chiếc ghế thở sầm, lực xuống gót chân xích cơ bụng lại thở sầm. Hít sâu vào thẳng gối chân tới cúi xuống thở sầm. Cúi xuống hớt bụng thở sầm. Chống chắp tay hít sâu vào chung gối. Đùi song song với sàn, chân ra sau tấm ván thở sàn. Hít vào chung tay tấm ván thấp xiết cơ bụng thở sàn. Trường lên chó ngẩng mặt hít sâu vào. Chớp mặt thở sàn. Để cao hông lên cúi xuống thở sàn. Bật cao chân phải lên hít sâu vào, ép người xuống thở sầm. Hít vào đẩy người tới bước chân phải lên bằng hai tay, bước dài lên bằng hai tay, tấn chắc chân vào vươn tay lên, xiết mông đùi bụng thở ra 9-1, nhấn hông xuống xiết bụng lại thở sầm.
Ấy vào đạp gót chân trái xoay người qua chiến binh hai thở rằng nhìn the tay phải thở rằng chắc mong đùi bụng lại tay trái sờ gáy hít sờ vào trường tới vương căng tay trái tới vương căng tới kéo tay trái ra sau thở sành kéo ra sau từ từ mở tay ra sau chắc chân vào hít sâu vào tay sau gáy vươn tay trái tới chân tới kéo tay ra sau thở sành lần nữa hít sâu vào tay sau gáy trương tới vươn tay tới kéo tay ra sau thở sầm hít sâu vào đặt tay trái lên chân nhìn theo tay phải từ từ vươn tay ưỡn ngực vươn cầm lên thở ra tay đi đến đâu đều thầy khiển thân theo đến đó xiết mông đùi bụng lại thở sầm lên hít sâu vào chờ người tới thở sầm tay giang ngang xiết người lại chắc người chờ tới trở về hít sâu vào hai thở ra xiết cái bụng chờ người tới nhìn theo tay phải hít sâu vào chân người tới xiết cái bụng lại thở ra giữ lại 5 4 3 2 1 hít sâu vào chống tay xuống rút chân phải về chớp mặt thở sành hít vào trường vai tới tấm ván cao chung tay xuống tấm ván thấp thở sành trương lên chớ ngẩng mặt hít sâu vào chớp mặt thở sành ép vai ép lưng xiết cơ bụng lại thở sành chân trái ra sau bật cao lên hít sâu vào đẩy tới bước chân lên bằng hai tay siết chắc mông đùi bụng lại đứng lên vươn căng tay đứng lên chiến binh một siết mông đùi bụng thở sầm rút rốn vào tấm chân xuống siết lại thở ra đừng cho người người ở trọng tâm hít sâu vào xoay gót chân phải đạp gót xuống vào chiến binh hai nhìn theo tay trái thở sầm chắc mông đùi bụng siết lại thở ra tay giang ngang xương cột hướng xuống sàn cột sống nằm trên một đường thẳng trọng tâm giữa hai chân tay phải sau gáy hít sâu vào từ từ vươn căng tay chồm tới một chút nào rồi kéo tay ra sau thở sầm kéo ra sau chắp bắp tay mở tay ra từ từ cảm nhận hít sâu vào tay sau gáy trương tới tay vươn dài tới rồi kéo tay xiết cơ bụng lại thở sầm xiết bắp tay phải lại lần nữa hít sâu vào tay sau gáy trương tới tấm gối nhấn hông xuống nhì trương tới kéo tay ra sau thở ra trở về thân trở về trọng tâm nhìn theo tay nhìn theo tay trái đặt tay phải lên chân hít sâu vào vươn căng tay trái lên ưỡn căng lồng ngực vươn cầm lên nhìn theo tay trái thở ra tấm chân xuống góc vuông xiết mông đùi bụng thở sầm vươn căng ngã ra sau thở sầm lên hít sâu vào chờ người tới trước thở ra xiết mông đùi bụng lại nào tay giang ngang trở về hít sâu vào
thở ra chân về hướng tay trái, thở ra để xò vào trở về, thở ra chân tới xiết bụng lại, thở ra 5 4 3 2 1, hít sâu vào chống hai tay xuống, úp đùi phải rút chân trái về chóp mặt, thở ra để cao đỉnh hông lên cúi xuống, thở ra. Hít vào trường vai tới tấm ván cao, thẳng người, chung tay xuống tấm ván thấp, siết mông đùi bụng, thở ra trường lên, chớ ngẩn mặt, hít sâu chớ mặt, thở ra bờ cao, chân phải lên, hít sâu vào, úp người xuống, thở ra. Hít vào, đẩy người tới, bước chân phải lên bằng hai tay. Tấm chắc chân vào, nâng người lên, vươn tay lên. Đạp gót chân trái xuống, tay dang ngang, thở ra, nhìn theo tay phải 92. Gót chân phải, mũi chân phải hướng thẳng về trước. Và gót chân phải thẳng với lại mắt cá chân trái. Siết mông đùi bụng, thở sầm. Hít vào, ngã ra sau, thở ra, đặt tay trái lên chân, vươn căng tay phải lên. Hít vào, nâng người lên, co tay phải đặt lên gối, kéo căng tay trái qua đầu, thở sầm. Hít sâu vào, chống hai tay xuống, rút chân phải về chớp mặt, thở ra. Hít vào, trường vai tới tấm ván cao, chung tay tấm ván thấp, thở ra. Trường lên, chớp ngẩng mặt, hít sâu chớp mặt, thở ra. Xích cơ bụng lại, thở ra. Hít vào, bật cao chân trái lên, ép người xuống, thở ra. Hít vào, đẩy người tới, bước chân trái lên bằng hai tay, siết mông đùi bụng, vươn lên, thở ra. Hít vào, xoay gót chân phải, đạp gót xuống, dang tay nhìn theo tay trái, thở ra. Nhấn hông xuống, tấm gối xuống thân. Hít vào, ngã ra sau, thở ra, đặt tay phải lên chân, vươn căng tay trái lên, thở ra. Nhấn hông xuống thở, ngã người ra sau thêm. Trở về, hít sâu vào, co tay trái đặt lên gối, tấm gối xuống nhìn, kéo căng tay phải qua đầu, siết mông đùi bụng, thở ra. Vươn căng thẳng tay dùng. Hít sâu vào, chống hai tay xuống, rút chân trái về chớp mặt, thở ra. Cúi xuống, xiết cơ bụng lại, thở ra. Hít vào, trường vai tới tấm ván cao, chung tay tấm ván thấp, thở ra. Trường lên, chớp ngẩng mặt, hít sâu vào, chớp mặt, thở ra, siết chặt cơ bụng lên, rút rốn lên, thở ra. Hít sâu vào, bật cao chân phải lên, úp người xuống, thở ra. Hít vào, đẩy người tới, bước chân phải lên bằng hai tay, vươn tay lên, siết mông đùi bụng, thở ra. Hít vào, xoay người qua chiến binh hai, thở ra. Hít vào,
Ngã ra xà vòng tay trái ra xà úp tà eo bên phải, ưỡn căng lồng ngực vươn căng tay phải, thở sầm hãy vào trường người tới, thở sầm hãy vào ngã ra sau, thở xà vươn căng tay trái hãy vào trường tới, thở sầm hãy vào chống hai tay xuống, rút chân về chóp mặt thở sầm, xếp cơ bụng lại thở sầm, hít vào đẩy người tới tấm ván cao, vai thẳng trên cổ tay, chung tay tấm ván thấp thở sầm, trương lên hít sâu vào chó ngẩng mặt, thở ra chó úp mặt, xếp cơ bụng lại thở sầm. Hít vào bật cao chân trái lên, úp người xuống thở sầm. Hít vào đẩy tới bước chân lên bằng hai tay, nâng người lên xiết mông đùi bụng lên thở sầm. Hít vào xoay gót chân phải đạp gót, tấn chân xuống tay dang ngang, nhìn theo tay trái, vòng tay phải ra sau úp vào eo bên trái và vươn căng tay trái, ngã thở xà xiết người lại xiết mông đùi bụng thở sầm, lên hít sâu vào tay dang ngang cho người tới, thở xà xiết cơ bụng lại nhìn theo tay trái, trở về hít sâu vào vòng tay phải ra sau ngã về bên phải thở sầm, hít vào trường tới xiết cơ bụng lại thở sầm, hít vào chống hai tay xuống, rút chân trái về chó mặt thở sầm, cúi xuống rút rốn xiết cơ bụng lại thở sầm. Mở hai chân ra rộng bằng hai tay, hít sâu vào chung gối xuống, hạ đầu gối xuống, con bò cong lưng lên, con mèo thở sầm, hít vào nâng chân phải tay trái gấp cẳng chân phải nâng lên, đưa tay trái ra sau nắm chân bật cao lên thở sầm, cao lên chắc thở sầm, thả lỏng cơ mặt ra, hít sâu vào duỗi thẳng tay chân hạ xuống, cong lưng lên rút rốn xiết cơ bụng thở sầm, hít vào chống tay chân vào tấm ván cao, tấm ván cao, chung tay xuống xiết cơ bụng lại thở ra tấm ván thấp, thả người nằm xuống gấp hai chân lên, hai tay nắm hai cổ chân, hít sâu vào kéo căng lên, kéo căng người lên bung lên hạ xuống thở sầm, kéo căng lên hít sâu vào lên xuống thở sầm, hít sâu vào kéo lên năm bốn ba hai một, hạ xuống thở sầm, duỗi chân chống tay hít sâu vào siết chặt người lại, nâng lên tấm ván cao lên, chặt người lên tấm ván cao, siết cơ bụng lại thở sầm, hít vào hạ gối xuống, con bò trùng lưng ưỡn ngực vươn cầm, thở ra con mèo,
Con lưng lên, cuộn cổ sâu vào, xiết cổ bụng lại, thở sầm. Hít vào, nâng chân trái, tay phải lên. Gớp cẳng chân, tay nắm chân. Kéo căng, bung cao, gối lên, thở sầm. Kéo căng tay, ưỡn ngực, bung cao, gối, chắp mông đùi bụng, thở sầm. Hít vào, duỗi thẳng tay chân rằng. Hạ tay chân xuống, cong lưng lên, thở sầm. Hít sâu vào, chống tay chân lên tấm ván cao. Siết chắc cơ bụng lại, thở sầm, duỗi căng người. Hít vào, tấm ván thấp, thở sầm. Trương lên, chớp ngẩng mặt, hít sâu. Chớp mặt, thở sầm. Để cao hông lên, cúi xuống, siết cơ bụng lại, thở sầm. Hít sâu vào, bật cao chân phải lên. Úp người xuống, siết cơ bụng thở sầm. Hít vào, đẩy người tới, kéo gối chặn mũi, thở sầm. Bước chân phải lên, bằng hai tay hít sâu vào. Thẳng gối, vươn căng tay đứng lên. Kéo căng tay vai ngã ra sau, ưỡn ngực vươn cầm thở ra, hai gối thẳng. Siết mông đùi bụng, ưỡn ngực vươn cầm lên. Nâng người lên, hít sâu vào. Đưa hai tay ra sau lưng. Chắp hai bàn tay ở sau lưng. Chắp bàn tay lại. Ngón giữa chạm nhau, áp út chạm nhau, út chạm nhau. Rồi chắp bàn tay lại. Hai ngón tay cái hướng ra bên ngoài. Trương người tới, thở sầm. Trường lưng tới, thẳng gối gập lên chân, xích cơ bụng lại, thở sầm. Trường lưng xích sau bụng, thở sầm. Duỗi lưng thêm, xích bụng thở ra, duỗi cổ ra, không gồng vai, không gồng cổ. Hít sâu vào, chung gối phải, xích chắc mông đùi bụng, nâng chân trái lên. Từ từ thẳng người thân song song với sàn, thở sầm. Duỗi căng ra, siết mông đùi bụng, thở sầm. Hít sâu vào, chân gối xuống, đặt chân trở về, chống tay xuống, rút chân về, chớp mặt thở sầm. Để cao mông lên, cúi xuống, siết cơ bụng lại, thở sầm. Hít sâu vào, trương người tới tấm ván cao, tập trung lực vào bụng á, chung tay xuống tấm ván thấp, thở sầm. Trương lên, chớp ngẩng mặt, hít sâu, chớp mặt, thở sầm, xiết cơ bụng lại, thở ra, ép xuống thở. Hít vào, bật cao chân trái lên. Đẩy tới, co gối chạm mũi, thở sầm, xiết cơ bụng lên. Bước bàn chân lên, bằng hai tay hít sâu vào. Xiết mông đùi bụng chắc lại, từ từ thẳng gối vươn tay lên. Thẳng hai gối, xiết cơ bụng kéo căng, ưỡn ngực vươn cầm ngã ra sau, thở sầm. Vươn căng tay, tay vai, hai vai ngang nhau, hai hông ngang nhau, ưỡn căng lồng ngực, siết cơ bụng lại, không nhấn thắt lưng. Nâng lên, hít sâu vào, đưa hai tay ra sau, chắp hai tay ở sau lưng, nâng cao lên giữa lưng. Lắng nghe tác động vào khớp cổ tay, khuỷu tay, khớp vai,
Trương tới, ưỡn căng lồng ngực tới, siết bụng lại thở sầm, giữa dài cổ tới, ưỡn ngực siết cơ bụng, cơ mông, cơ đùi trương tới gập lên chân, thở sầm. Thả lỏng cổ rút đầu xuống, ép sát lên chân thở sầm. Hít sâu vào tấm gối trái siết đùi lại. Nâng chân phải lên, thẳng người ra. Từ chân tới đầu một đường thẳng. Siết chắc cơ bụng lên. Mắt tập trung nhìn một điểm thở sầm, toàn thân song song với sàn. Châm trụ đầu gối trung tính. Bảo vệ khớp gối. Hít sâu vào chung gối, chân trái đặt chân phải dài ra sau. Chống hai tay xuống. Rút chân trái về, chớp mặt thở sầm. Cúi xuống rút rốn, xiết cơ bụng lại thở sầm. Nhón gót, chung gối đuôi sát bụng ngực thở sầm. Hít sâu vào mắt nhìn về đầu thẳng. Lên chiếc ghế thở sầm. Lực xuống gót chân giở 10 ngón chân lên khỏi sàn. Chắp mông đùi bụng vươn căng tay thả lỏng cổ vai gáy đi nào thở sầm. Chắp mông đùi bụng vươn tay. 5, 4, 3, 2, 1 ngồi xuống luôn. Hít sâu vào siết cơ bụng nâng hai chân lên thở ra chiếc thuyền. Siết cơ bụng lại thở ra đừng gồng vai đừng gồng cổ. Thả lỏng vai cổ ra đi. Siết chắc cơ bụng lại. Nghe cứng ở cơ bụng nè. Cứng vùng bụng siết sâu thở ra. 5 4 3 2 1 hít vào từ từ. Nằm xuống thở sầm. Lỏng ra hít thở sâu vào. Gối lên. Mở hai chân rộng bằng hông. Hai bàn chân song song nhau. Đầu ngón tay chạm tới gót chân. Có đầu buộc tóc kẹp tóc tháo ra vuốt tóc lên. Thở hết hơi sạch. Hít sâu vào. Siết mông đùi bụng cuộn từng đốt sóng và vươn tay lên khỏi đầu. Thở sâu. Lắng nghe cảm nhận sau từng đốt sóng chuyển động. Chắc cơ bụng, cơ mông, cơ đùi lại. Hít sâu vào, cuộn từng đốt sóng xuống và hạ tay xuống, siết cơ bụng lại thở sầm. Đi chậm cảm nhận sau. Hít sâu vào, cuộn từng đốt sóng và vươn tay lên thở sầm. Chuyển động có ý thức kết hợp hơi thở sâu vào. Vươn tay vai khỏi đầu và thả lỏng cổ vai gáy. Hít sâu vào cuộn từng đốt sóng xuống. Thở sầm. Lực xuống gót chân. Đầu gối hướng lên trần nhà song song nhau. Hít sâu vào cuộn từng đốt sóng và nâng mông lên. Thở sầm. Hít sâu vào cuộn từng đốt sóng xuống. Thở sầm. Lần nữa hít sâu vào cuộn từng đốt sóng lên. Thở sầm.
chống ngược hai tay ngang vai, các ngón tay hướng xuống dưới bàn chân, nâng đầu lên, nâng vai lên, chống đầu xuống, nâng vai, chống đầu, rồi chỉnh sửa tay chân, khuỷu tay khép lại, chống tay chân lên, thở sàm, lên bánh xe thở sàm, đẩy căng lên, căng lồng ngực lên, hít thở, căng lồng ngực lên, siết mông đùi bụng lại, hít thở, đẩy lồng ngực tới vào vai, đẩy lồng ngực siết cơ bụng lại, thông vào thắt lưng, hít thở không vào thắt lưng, hít thở sâu, đẩy lồng ngực lên, thẳng tay chút nữa tàn, thẳng tay thẳng khuỷu lên, hít thở thẳng khuỷu tay lên, hít thở sâu, đẩy căng lồng ngực lên, hít thở sâu, chị Hà này tốt như nè, hít thở đẩy lồng ngực lên, hít thở, từ từ đặt đầu trượt cổ, hạ người xuống, co gối lên, hai tay ôm gối, nhịp gối, đùi sát vô bụng nhịp để massage chỗ thắt lưng, hít thở sâu. Đạp chân xuống tập lần nữa. Nhớ hai bàn chân song song và rộng tối đa là bằng hông, không mở rộng hơn hông. Không mở mũi chân hướng ra ngoài. À. Rồi chống ngược hai tay ngang vai, các ngón tay hướng xuống dưới vai, à, nâng mông lên trước, xoay các ngón tay hướng xuống, rồi nâng vai lên, nâng mông lên, nâng vai, rồi đúng rồi, rút đầu vào, xiết cơ bụng, nâng người lên, thở, đẩy lồng ngực lên đi, à, xiết mông đùi bụng thẳng gối, đúng rồi, rất tốt, đẩy lồng ngực, đúng rồi, xiết chắc mông đùi bụng, hít thở sâu, lên nhị lên, một hai ba lên, lên bám chặt tay xuống, đẩy lên thổi sàn, đẩy nâng khép khuỷu tay hướng lên trần nhà, khép khuỷu tay lại, đẩy lên, hít thở sâu, tiếp tục nào, đẩy lên tâm, đẩy lên, một hai ba lên, đẩy lồng ngực, đúng rồi, tiếp tục hít thở, hít thở, thơm lên lại thơm mùi, khép đầu gối nâng lên, rồi bám chặt tay nâng lên, xiết cơ bụng lại, thả lỏng đầu xuống, đẩy lồng ngực vừa lên, đẩy lồng ngực cao lên, bám chặt tay chân, đẩy lồng ngực chứ để gắt vô cổ tay, khớp vai cứng quá, hít thở. À, chung chưa có hình, chị Hồng lên, Chung Hiền Dung chưa có hình, lên chị Hồng lên, đuối quá hết nổi, chị Hồng chắc phải mua tấm thảm kia đi, cái khăn dùng dần rồi, mua tấm thảm sơ dừa, lên lại đi, lên Dung lên nổi không, lên Hiền lên, đẩy lồng ngực, thả lỏng cổ, Hiền thả lỏng cổ xuống, buông đầu xuống, buông đầu thẳng gối, siết cơ bụng, đúng rồi, đẩy lồng ngực rồi xong rồi, buông đầu nè, buông đầu thả lỏng cổ, đúng rồi, thẳng gối thêm, siết cơ bụng, cơ mông, cơ đùi, thẳng gối thêm, Chung lên, lên Chung ơi. Lên, đúng rồi, đạp chân đi, xiết cơ bụng lại, cơ mông, cơ đùi, đạp chân, đẩy lồng ngực lên, lên đó, đẩy về trước nữa cho đỡ gắt vô cổ tay, tay xa vai là gắt vô cổ tay, nhưng mà khớp vai cứng cho nên nó sẽ căng tức, căng tức, Dung lên, Dung ơi,
Tuyết lên, tuyết ơi, tuyết chưa có hình, tuyết ơi. Nghe đau cổ tay là không cố gắng nha. Nâng mông lên, nâng vai, đúng rồi, rồi xiết cơ bụng, đẩy căng lồng ngực tới, đẩy lồng ngực để mở vai. Tiếp tục xiết cơ bụng, đẩy lồng ngực tới nữa nào. Còn gắt cổ tay đó, tay còn xa vai quá. Từ từ đẩy sao cho cái vai trên thẳng đứng trên cổ tay á. Rồi ôm gối lên đây nào, nhịp gối lên. Hít thở. Hít thở nhịp gối, massage thắt lưng, hít thở sâu. Lăn lưng lên xuống, massage lưng. Lăn lưng phải trái. Nâng đầu lên, mũi chạm gối. Hạ đầu xuống, nâng tay chân lên, rơi tự do. Chậm chậm xoay mặt qua phải, thả lỏng cổ đi, kiểm soát cổ lại. Xoay qua trái, thả lỏng ra. Trở về giữa, duỗi cổ cầm thư vào người, khớp bụng cái nhảy sát thắt lưng xuống, buông lỏng ra. Hãy nằm ở tư thế thật là thoải mái và từ từ khép mắt lại. Bắt đầu để cho toàn bộ cơ thể được thả lỏng. Qua lại với hơi thở và cảm nhận hơi thở đang đi vào và đi ra. Hãy cảm nhận sự mát mẻ ở sống mũi khi hơi thở vào ra. Bắt đầu thả lỏng toàn bộ đỉnh đầu để cho sự thư giãn massage toàn bộ vùng đỉnh đầu. Thả lỏng lông mày, thả lỏng vùng trán, thả lỏng toàn bộ vùng mũi, hai má, vùng miệng và toàn bộ khuôn mặt. Hãy để cho sự thư giãn lan xuống vùng gáy và sự thư giãn lan tỏa ra vùng vai, vùng bắp tay, cánh tay, bàn tay và các ngón tay. Tiếp tục thả lỏng toàn bộ vùng ngực, cột sống lưng, thư giãn vùng bụng. Hãy cảm nhận khi bụng phồng lên và xẹp xuống. Thả lỏng vùng eo, vùng hông và lan dần sự thư giãn xuống hai đùi, vùng gối. Thả lỏng cẳng chân để cho bàn chân thư giãn. Và thả lỏng từng ngón chân. Tập
Toàn bộ cơ thể lúc này hoàn toàn được thư giãn và thả lỏng. Thần kinh cũng đang được thư giãn. Từ từ chìm sâu vào giấc ngủ bình yên và thư thái. Nhúc nhích các ngón tay, ngón chân, bàn tay, bàn chân, đánh thức cơ thể. Hai tay đan lại, vươn qua khỏi đầu, duỗi căng từ ngón tay cho đến ngón chân. Từ từ co chân trái chống xuống sàn, co tay phải đỡ đầu nằm nghiêng người qua phải. Từ từ co hai gối, hai tay chống xuống, đỡ người ngồi lên. Đưa hai tay lên massage cổ, vai, tay, vỗ nhẹ vào hai tay. Đưa hai tay massage hai chân, vỗ nhẹ vào hai chân. Tiếp tục đưa hai tay nắm hai bàn tay lại, đưa lưng bàn tay áp vào hai quả thận, massage hai quả thận. Mời cả lớp nghỉ tại đây. Cảm ơn cả lớp đã tập cùng cô Dung. Chúc cả lớp của chúng ta luôn luôn khỏe, trẻ đẹp, tích cực. Hẹn gặp cả lớp vào buổi tập tiếp theo. Bây giờ cô Dung xin chào và hẹn gặp lại.